Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ, được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ trên Tamda Media. Điểm tin ngày hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2021 có những tin tức đáng chú ý sau đây. Vào thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021, Cộng hòa Séc xác nhận thêm 7.435 ca nhiễm coronavirus mới. Đây cũng là con số ít nhất trong tuần và so với thứ năm tuần trước giảm được 650 ca nhiễm mới. Số ca tử vong do coronavirus tại Cộng hòa Séc đã vượt qua 15.000 người. Theo như thống kê, vào tháng 1 có khoảng 150 người thương vong mỗi ngày. Hiện giờ có 6.131 bệnh nhân đang cần chữa trị ở trong bệnh viện. Vào chiều ngày hôm qua, Hạ viện đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 14 tháng 2 2021. Trước đó, chính phủ muốn kéo dài thêm 30 ngày, tức là kéo dài đến 21 tháng 2. Hạ viện đồng ý với đề xuất của đảng KSJM về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp. Theo như Thủ tướng Andrei Babish, thì tình trạng khẩn cấp cần kéo dài để có thể áp dụng được các biện pháp trên toàn quốc. Đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày của đảng KSJM đã nhận được sự ủng hộ của 53 trên 98 đại biểu có mặt, trong đó 19 thành viên đã phản đối. Theo như Bộ trưởng Bộ Y tế Séc ông Jan Blatný, thì việc kéo dài tình trạng khẩn cấp là cần thiết vì số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn chưa giảm và cần tiếp tục các biện pháp hiện tại để giảm thiểu đi số ca nhiễm mới cũng như số người nhập viện. Vào chiều ngày hôm qua, một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại Hạ viện, do đó cuộc họp đã bị gián đoạn trong vòng 15 phút. Nghị sĩ Lubomir Volny đã đến Hạ viện trong tình trạng mặc áo phông và không đeo khẩu trang sau nhiều lần nhắc nhở về lời nói cũng như phải đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị tắt microphone. Khi bị tắt thật, ông đã phi lên người chỉ đạo và cãi vã ở đó. Đến ngày hôm nay, cảnh sát Praha đã thông báo ông Lubomir Volny sẽ bị truy vào tội gây rối tại Hạ viện và sẽ bị xử phạt theo như kỷ luật. Theo như Bộ trưởng Bộ Y tế ông Jan Blatný, chính phủ sau khi được chấp thuận Hạ viện kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 14 tháng 2, ông sẽ cho phép trường học mầm non tư nhân được mở lại, nhưng toàn Séc sẽ phải áp dụng tình trạng thắt chặt này thêm 3 tuần nữa. Số lượng học sinh vào tháng 2 sẽ có thể đi học lại, nhưng hiện giờ chính phủ vẫn chưa muốn quyết định điều này sớm. Khu vực chờ tuyết có thể được mở giữa tháng 1 sang tháng 2. Đồng thời vào sáng ngày hôm nay, báo chí cũng hỏi ông Blatný rất nhiều về việc áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang FFP2 tại Séc như các nước ở Áo hoặc Đức. Tuy nhiên, Bộ Y tế còn nói rằng điều này đang được cân nhắc và đang xem các nước áp dụng như thế nào vì giá nhập khẩu khẩu trang FFP2 không hề rẻ. Tại thời điểm này, ông khuyên nếu có thể đeo được khẩu trang phòng độc thì là cách tốt nhất để phòng dịch. Một số cửa hàng đang tăng số lượng lên hàng nghìn chiếc khẩu trang để dự trữ. Tuy nhiên, hiện tượng tăng giá khẩu trang cũng đã xuất hiện ở một số nơi như tại Aoza cộng thêm 10%, ngược lại tại Mo giảm 26%. Sinh nhật lần thứ 10 của Tamda Foods đang đến gần và cùng với đó là rất nhiều khuyến mãi đặc biệt. Các sản phẩm Drogeria với giá siêu hấp dẫn, ví dụ như kem đánh răng Colgate chỉ 16,90 kron. Pha đồ ngọt thì không thể bỏ lỡ KitKat Sense, sản phẩm mới được ra mắt cực hot với giá chỉ 50,90 kron. Và cũng không thể nào không nhắc tới những sản phẩm top của tuần này, đó chính là giấy Rollpop với giá chỉ từ 11,90 kron. Và đặc biệt hơn, chỉ cần mua trên 2.000 kron là có ngay cơ hội nhận hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn từ chương trình đón lọc đầu xuân. Hãy đón xuân sang cùng Tamda Foods. Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh siết chặt hơn nữa các quy định phòng chống COVID-19, yêu cầu người nhập cảnh vào Mỹ bằng máy bay phải cách ly và buộc người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông xuyên bang. Chủ nhân mới của Nhà Trắng cảnh báo số người Mỹ tử vong vì đại dịch có thể tăng lên nửa triệu người trong tháng 2. Theo một sắc lệnh khác, ông Biden yêu cầu các cơ quan liên bang phải rà soát và xem xét thực hiện việc truy vết, làm thêm xét nghiệm với những người nhập cảnh. Lệnh nhập cảnh đối với người từng ở Brazil, Anh, Ireland và hầu hết châu Âu trong thời gian gần đây cũng được tái kích hoạt vài ngày sau khi ông Trump ký lệnh dỡ bỏ. Lãnh đạo đa số của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vào tháng 2. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng phiên luận tội sẽ sớm diễn ra. Ngày 22 tháng 1, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã tiến hành hai vụ đánh bom liều chết liên hoàn ngày 21 tháng 1 tại khu chợ ở quảng trường Tayaran, nằm giữa trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại quốc gia Trung Đông này trong 3 năm trở lại đây. Tổng thống Iraq Barham Saleh
lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định chính phủ kiên quyết chống lại bất kỳ âm mưu nào hủy hoại đất nước. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công đẫm máu tại Iraq. Tối ngày 21 tháng 1, nhà chức trách Nga bắt hàng loạt nhà hoạt động chính trị hàng đầu và đồng minh thân cận của nhân vật đối lập Alexei Navalny, trong bối cảnh phía ông Navalny có kế hoạch biểu tình trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 1. Cảnh sát Nga đe dọa sẽ truy tố những người lan truyền lời kêu gọi tham gia vào cuộc biểu tình toàn quốc nhằm ủng hộ ông Navalny, người đang bị giam. Các video trên trang mạng xã hội TikTok kêu gọi biểu tình thu hút hơn 200 triệu lượt xem, khiến cơ quan kiểm duyệt nhà nước Nga yêu cầu các mạng xã hội cấm nội dung kêu gọi người trẻ Nga tham gia và ra lệnh chặn truy cập vào những trang kêu gọi biểu tình. Ban giám hiệu trường học và đại học cũng dọa trục xuất học sinh, sinh viên khi phát hiện có mặt tại các cuộc biểu tình ủng hộ ông Navalny. Bộ Nội vụ Nga cảnh báo sẽ bắt giam và truy tố những người tham gia biểu tình. Chiều ngày 21 tháng 1 giờ địa phương, hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở sản xuất thuộc nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Viện Huyết Thanh của Ấn Độ, SII. Ban lãnh đạo công ty khẳng định hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng. Giám đốc điều hành Suresh Jadhav xác nhận đây là nơi sản xuất vaccine BCG chống bệnh lao. SII là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới và hiện đang sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất vaccine này nằm cách xa nơi cháy. 10 xe cứu hỏa và ít nhất 2 xe bồn đã được cử tới hiện trường để xử lý hỏa hoạn. Sáng nay tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và trường Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac do IVAC sản xuất. 120 tình nguyện viên được tuyển chọn là người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 59. Giai đoạn 1 chia thành 5 nhóm sử dụng các liều vaccine 1 microgram, 3 microgram và 10 microgram. Mỗi người tình nguyện viên tham gia nghiên cứu sẽ được tiêm 2 mũi vaccine hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Thời gian dự kiến thử nghiệm là tháng 2 năm 2021. Vaccine Covivac sử dụng công nghệ protein S của virus SARS-CoV-2 được sản xuất trên công nghệ trứng gà có phôi. Vaccine Covivac đã được IVAC bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020, đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam. Kết quả cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm, đạt đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn để có thể tiến hành nghiên cứu trên người. Vậy là điểm tin ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên ấn nút like và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất từ Tamda Media. Và cũng đừng quên theo dõi bản tin Tamda được phát sóng vào lúc 19 giờ tối mai. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.